nha ba. Trời ơi, sao vậy Kiều ngoài đó rước vậy? Vậy Kiều về tới ba ơi, con gái ba nè. Thôi Kiều về ba ơi. Thôi 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 vậy? Tết lại đi Hồng ơi. Gì vậy? Trời ơi, tao nói nhìn là biết Việt Kiều rồi. Người Việt Nam có ai bận áo đầm dài 4 mét mà lết từ phi trường về tới đây hết á. Cũng hơi là nãy em đạp đứt cái đuôi rồi, chứ còn không chắc khuya mới bò vô tới nhà. Không có biết cái gì hết trơn á. Việt Kiều là phải bận áo đầm. Tiếng Mỹ cứ sủa mọi người phục ta. Ông bà, cô bác, mẹ cha cứ du hết thải mới ra Việt Kiều. Công nhận. Công nhận nha. Việt Kiều là phải du du mi mi, là phải bận áo đầm cho ta biết mình Việt Kiều, hiểu không? Đó, nhìn là biết Việt Kiều rồi. Ừ. Tao nói cái fashion của Việt Kiều nó lạ làm sao, nó lố làm sao vậy đó. Nào lố? Cô Hồng ơi, cái này là áo đầm hay áo dài, mất nguyên cái khoảnh trước rồi. Thì khúc dưới của tôi là khúc trên của ông đó. Làm sao? Tôi cắt được chỗ này tôi mới may cho ông cáo quết y chang đó, không thấy hả? Ủa? Gì? Ăn ở sao mà Việt Kiều vậy? Em thấy ai tiếp rước hết vậy nè? Có, tôi báo với ba tôi rồi là sáng nay tôi về nè. Mà bị hôm qua hãng máy bay nó kêu tôi về sớm nửa ngày đi, nó xếp cho tôi được 40 đô. Trời, tôi nghe xếp 40 đô tôi mừng quá trời luôn. Tôi đổi cho nên quên báo với ba. Đó, mà ông về nhà tôi giờ là có phước lắm nha. Dạ? Ngày xưa nhà tôi không có được như vậy đâu. Đó, nhờ tôi qua bển tôi cài cực khổ tôi gửi tiền về, mà hôm nay ba tôi đổ cái nền nè. Chứ mọi lần ở đó mưa hạ nước nó ngập lên đầu gối luôn. Trời. Đó, cái tôi ráng tôi cài mỗi lần tôi gửi tiền cái mua món. Trời, sao kỳ này ba tôi mua nhiều cây chuối cây dừa dữ trời. Biết ba đâu em. Nhưng mà điều quan trọng nè, cái dặn này nha. Tôi mướn ông về đây, ông làm chồng của tôi, mà ông phải đóng kịch làm sao mà ba tôi tin được á, tôi với ông là hai vợ chồng. Nói nghe nè. Gì nữa? Điều quan trọng là cả cái xóm này nha, có một hai gia đình á, là có thân nhân là đi nước ngoài thôi. Có một hai Việt Kiều thôi. Cho nên là ba tôi bắt ổng hãnh diện lắm. Ổng đi khoe khắp xóm tôi là con gái ổng thành đạt ở bên nước Mỹ. Cho nên ông có đóng làm ơn đóng cho giống nha, cho chồng tôi cho ra nha. Đó. Bao nhiêu chai thẳng vậy, không có đi mướn. Tự nhiên đi mướn tôi chi rồi, giờ kia tôi cố gắng làm sao. Kỳ cục. Nghĩ sao trời? Mướn chai công chứ mướn chai thẳng về tối nó làm chuyện ác với tôi sao? Chứ không phải tại tôi đẹp trai, bẩn quá mà mướn tôi, phải không? Nhà tôi không có cái kiến mà được, cái có cái mương đằng trước nè, ông soi cái mặt ông đi, ông tự tin quá. Để coi lại coi. Cái gì vậy? Nước kia chạy ở dưới mương, trên đời có ai đẹp lạ thường bằng ta. Người đẹp chẳng ở đâu xa, hình dưới mặt nước là con cá tra chết sình. Tự tin quá. Cá tra chết sình vậy đó mà có người năn nỉ xin làm chồng ha? Trời ơi, cái ớn không. Trời ơi, cũng may là về đây cho bển cái ông dành áo đầm bỏ mặt cho tôi quá. Nghe nè, vậy? Người ta Việt Kiều, người ta đi mấy chục năm về nước, người ta hay ngơ ngơ, rồi người ta hỏi mấy câu ngu ngơ dữ lắm. Ông lanh quá, ba tôi không có tin đâu. Phải hỏi ngơ ngơ ngắt ngát á. Muốn ngu ngơ, có ngu ngơ liền. Hỏi hả? Ờ, hỏi nha. À. Ồ, trái này, trái gì vậy ta? Hỏi gì không hỏi. Trời ơi, cả thế giới ai không biết cái này trái ổi, mà không hỏi cũng như không à. Lũ đạn đó, lát cầm banh thay ông giờ à. Không thích cái đó thì tôi hỏi cái khác. Trái này ăn làm sao? Nổi điên ông Thanh Long mà hỏi ăn sao? Ăn nhã hộ. Ừ. Hỏi là cái ghét rồi à. Thanh Long hỏi ăn sao? Ông ra kêu nhã hộ cái đời ông nội ông có hết trái không? Hỏi nó cũng lố nữa, kiếm cái gì nó đơn giản nên ta hỏi. Sao khó quá à, mướn có 500 làm chồng mà sao khó hành hạ đủ điều, mệt quá à. Trời ơi, làm ơn chồng giùm tôi cái đi ông ơi. Mướn 500, ở bên bển ông thất nghiệp, lâu lâu đi cắt cỏ 1 tháng được nhiêu? 800. Đó, tháng có 800 mà, tôi bao ăn bao ở rồi bao vé máy bay khứ hồi nữa. Mà ông là bạn thân của tôi nữa, ông giúp giùm tôi cái nha. Ông làm sao coi cho êm nha. Giúp thì giúp, nhưng mà bà ly dị rồi, tôi nói cho bà nghe. Ừ. Cái chuyện ly dị là chuyện thường tình thế thôi. Ừ. Thấy không? Đâu có gì đâu xấu xa, giống như tôi vậy, lấy cái ly dị. Nhiều khi chưa lấy tôi đã ly dị rồi. Trời ơi. Phải không? Hay người ta ly dị bà? Sao chị xúc phạm em? Giống quỷ à? Ê, nói nghe nè, sao ly dị có gì đâu xấu, không nói cho ông già không biết đi. Ê,
Trời đất ơi, ông cứ đóng là chồng tôi là được rồi. Trời ơi, ba tôi lúc nào cũng hãnh diện là tôi là người thành đạt bên nước Mỹ đã vậy còn gia đình hạnh phúc nữa. Đừng có báo ba tôi biết nha, ba tôi bị tim á. Cứ diễn kịch giùm tôi đi, gán giúp tôi đi. Thôi giúp thì giúp, nhưng mà anh hơi rủ với ông già không về để ông hỏi tôi làm nghề gì tôi nói làm sao. Nè nè nè, ba tôi á là ông kỹ cái nghề cắt cỏ lắm nghe không? Ông nói nghề đó mất mặt. Ông kiếm nghề gì ông nói đại đi, đừng nói làm nghề cắt cỏ. Ê ông già, bà thích nổ vậy tôi chăm ngồi cho nó đổ banh nhà lòng luôn. Tôi nói tôi làm bác sĩ nha. Trời tôi lại ông. Mấy người già già người ta khoái khám bệnh lắm, lỡ ông kêu khám rồi sao? Thì còn tùy. Tùy gì nữa? Thì kỳ coi nhan sắc của ba bà hay đẹp thì tôi khám mà xấu miễn bà. Trời đất ơi, ác thấy sợ không? Già ông bỏ nhỏ ông tha. Thôi 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 làm ơn giùm tôi đi. Gì ông nữa? Kiếm cái nghề gì mà ê, kiếm cái nghề này trong chính phủ đi. Nhiều người ta không có biết cái chức vụ. Không ấy ông nói đại, ông làm FBI được luôn. Tôi bắt bà đầu tiên hết á. Sao hả? Cái mặt bà giang thấy bà nội à. Trời, nghĩ sao tướng về kia đi làm FBI, cầm cái súng sao nổi má. Trời ơi, nghĩ sao vậy? Nói nghe nè. Không ấy, tôi nói tôi làm IBD nha. Hồi đó tới giờ tôi đâu có thấy nghề nào nghề IBD. IBD là nghề gì? I am BD. Đó. Thì cho vô lòng bà. Ôi, đừng giỡn. Nè, 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 nè. Đừng có giỡn nữa. Nha, gồng 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 lên giùm tôi đi. Gồng gồng. Ai qua vậy? Alo, có ai ở nhà không? Có ai ở nhà không? Ai hả? Ê, chị Hai. Đúng rồi, đúng rồi. Trời, làm gì nhào vô xối xả vậy? Ai đây? Chị không nhớ em hả? Không. Em út rớt nè. Rớt nào? Trời ơi, hồi đó má em có chữa đó. Đi qua nhà chị, đẻ trước cửa nhà chị luôn đó. Cháu của ông Sáu nè, con đúng chị rồi. Ba Lẹ phải không? Đúng rồi. Trời ơi, chị Ba Lẹ là bạn cùng trang lứa với tôi. Hồi đẻ rớt trước cửa nhà chị đấy hả? Dạ, nhờ lúc đó chị thương người, chị đem má em lên bệnh viện. Nhờ đó mà em sống tới giờ luôn á. Vậy hả? Nguyên cái xóm này ai cũng kêu em bằng Út Rác hết trơn. Trời ơi, Lanh dễ sợ. Tôi có thằng trai thì chắc tôi cưng chết luôn á. Ủa mà sao biết chị Hồng về đây mà chạy qua hay vậy? Sao không biết? Ba chị á, mấy ngày nay nè đi á, khắp xóm quảng cáo là ở nhà có Việt Kiều về. Mà quảng cáo bằng miệng ba chị chịu không nổi, mướn thêm cái loa nữa. Vậy hả? Dạ. Vậy hả? Hay quá ta. Cho nên em mới biết là Việt Kiều về thế nào cũng là chị. Cho nên em chạy qua đây xin sô-cô-la của chị đó. Trời ơi, yên tâm chị. Ủa mà sao nhìn cái mặt quen quá vậy ta? Ở trên đĩa hoài mà sao không quen? Ở trên đĩa hoài mà sao không quen? Trời ơi, đừng nói tôi này là bé Châu nha. Châu bò gì ở đây chị? Tên em đẹp gần chết, tên Nguyễn Huy. Châu bò gì ở đây? Ủa, Nguyễn Huy hả? Dạ. Em là Nguyễn Huy? Dạ. Trời ơi, anh thần tượng em lắm luôn á. Trời, anh thích em lắm. Coi này, anh hớt cái tóc giống em luôn, y chang luôn nè, thấy không? Hồng, hồng, hồng. Thầy giống Nguyễn Huy không? Cái tóc giống mà cái mặt khác, cái mặt xấu quá, chịu nổi. Con ta đẹp lộn nhẹ, dễ thương vậy. Nguyễn Huy phải không? Dạ. Thôi đừng thấy người sang bắt hoàng làm họ. Thấy tôi mê cái thằng đó cái nhận phải không? Không, em bé Nguyễn Huy chính gốc 100%. Thôi tôi không tin đâu, tôi coi băng đĩa hoài, tôi không có tin đâu. Giờ làm gì cho tôi tin đi. Vậy em sẽ hát cho chị nghe một bài. Nhưng chị nhớ cho em hộp sô-cô-la nghe. Trời, hát hay tôi cho 10 hộp luôn chứ đừng nói hộp. Chị hứa đó nha. Hứa mà. Làm gì vậy? Trời, không biết hát có hay không mà sao sắm tuồng dữ dội trời. Trời ơi, người ta hát phải lấy hơi từ từ chứ chị. Ủa vậy hả? Đó. Hát chị nghe coi. Giờ mới hát nè. Rồi. Dốc hết tiếng ơi ta trả nợ nữa. Trời ơi, thấy ổn rồi. Dốc hết tiếng ơi ta trả nợ đời. Trả hết tiền tôi còn nợ không thôi. Trời, lắc hả dễ sợ, lắc hả. Lắc hả một loa dày ngã tinh xa. Tóc trắng bạc mau dày ngã yêu nhau. Anh nào biết ngày sau trả nợ tình nhau. Quen quá. Ủa mà sao hát rồi nằm sải lai vậy? Cái đó là cái xì tai của người ta đó chị. Ủa vậy hả? Chị không biết chú Hoài Linh hả? Sao? Ông hát xong bài đó ông nằm sải lai mà hơi ông dài. Ông hát xong nằm sải lai mà hơi ông dài. Dạ. Mà sao con cũng nằm mà sao hơi ngán ngủ vậy? Tại mệt quá. Vừa hát vừa nhảy,
sức nào mà chịu cho nổi. Mà không thấy hộp sô-cô-la đâu hết trơn. Trời ơi, biết gà dễ sợ không? Không phải một hộp đâu nha, hát hay vậy cho nguyên vali luôn. Anh lấy nguyên vali cho em. Thôi, anh để đó đi. Sao? Bây giờ em phải giúp chị một việc. Giúp gì nữa? Tại hồi đó chị giúp má em, bây giờ em giúp lại chị. Trời ơi, có duyên không? Sao? Là kêu ba chị về cho chị. Biết ba tôi ở đâu mà kêu? Sao không biết? Ba chị á trèo xuồng lên sống trên quảng cáo chị về á. Vậy hả? Rồi giờ đi qua bển bằng cách nào? Trèo xuồng. Chèo xuồng được không? Hên xui. Trời đất ơi, ở chèo xuồng mà là hên xui. Thôi, giờ tôi tính vậy nè. Đứng ở bên đây bờ rồi kêu chú Tư về được rồi. Đừng có chèo qua bển nguy hiểm nghe. Chị đừng lo, hơi em mạnh. Rồi, kêu giùm hen. Tôi nghi và lắm nha bà. Thằng quỷ. Trời ơi, gồng lên à. Múa hoài ra con nít nó còn biết nữa, gồng lên cứng cáp lên. Đang gồng nè. Gồng giùm tôi cái. Ê, ba tôi về. Ba về. Gồng lên. Ôi. Ba. Trời ơi, cha già dấu yêu. Con thương ba quá trời luôn á. Trời ơi, cái mặt này mà hôn đến ngày mai mới hết nè. Đúng rồi. Ông làm lố. Anh có ngộ quá à. Thì ba em chứ bộ anh để em mừng chút xíu thôi. Làm gì cũng lố hơn em hết trơn à. Ba. Bà lố hơn tôi nữa đó. Lố mà à. Trời ơi, ba ơi, vợ chồng con mừng quá. Gặp ba về mừng quá. Ngồi ba. Ừ. Ngồi. Ba đi đâu sớm mới giờ vậy? Trời đất ơi, tưởng tụi con chiều mới về. Vậy nên hả, ba lật đật thông báo cho lối xóm biết. Vậy hả ba? Trời. Nhưng mà ba sợ không kịp. Ba mới ghé lên phường. Dạ sao ba? Mượn cái loa. Chi vậy? Để phóng thanh cho nó lẹ. Trời đất ơi. Rồi ba phóng nổi chưa? Không ấy, ba đưa cái loa đây con ra con phóng thanh giùm ba. Chi vậy? Nói Việt Kiều về cho ba vui. Ba. Trời mới sáng sớm mà ba đi đâu có trèo noi lội suối chi cho mồ hôi một kia nó chạy nhiễu nhão vậy, thấy thương nó sức không vậy? Trời ơi. Chồng con á, ổng lố lắm bà ơi. Miếng củ hay ớn không? Ổng lấy khăn ổng nhúng nước rồi ổng dắt vậy đó. Thương ba quá, vợ chồng dạ. Con thương ba. Rồi cái chồng con lâu lâu về, ổng làm cho ba vui vậy mà. Dạ, vậy dạ, hả? Dạ. Ba khỏe ha ba ha. Ừ, nè. Dạ. Thằng rể ba đó, tên gì ba quên rồi ta? Dạ, Trần Mạnh Hùng. Tên cứng cáp hả bà? Ừ. Trần Mạnh Hùng. Nghe cái tên nó oai sao đâu á. Bác khỏe không bác? Con sao vậy? Dạ con á. Con đi xa về thay đổi thời tiết nó ho ba. Em mới ho nó mình, em mới ho. Nè. Dạ. Mày là rể tao sao mày kêu tao bằng bác? Ba thông cảm. Lâu quá mới gặp ba một lần. Con chưa quen miệng. Gặp một lần cái gì? Dạ. Hai đứa bay lấy nhà bao nhiêu năm rồi? Dạ mới sáng nay nè. Cái gì vậy? Vô. Cái gì vậy con? Nó chuyển qua ho gà, sao ba nó ho quá, em ho hoài đó mình. Dạ, tại chồng con bay trên máy bay á ba, rồi nhiều khi cái không khí làm cho ổ tai nó ù. Ừ. Dạ, thật ra là vợ chồng con cưới nhau được 3 năm. Vậy là mấy năm? Dạ, 2 năm quen, 3 năm cưới. Dạ. Sao tôi nhìn cái mặt nó thấy khác, không giống. Dạ, giống chứ ba, sao ba nói sao chứ giống chứ. Ba, chắc tại lúc trước con chưa niềng răng đó ba. Dạ đúng rồi ba. Dạ. Dạ đúng rồi. Dạ. Niềng răng có phải là làm cho răng dài ra không con? Dạ không có. Chứ sao? Dạ, niềng răng là làm cho răng nó ngắn lại với lại cái hàm nó thun vô. Thằng này răng chưa niềng chắc giống cái máy hiên che mưa nè. Dạ, chồng con không đẹp nhưng mà được cái lạ ba, hàng lạ. Dạ. Lâu ngày quá ba quên không biết thằng rể của ba nó làm nghề gì con ha. Dạ luật sư. Trời, cái gì vậy? Bị gì vậy? Ta nói đi về thời tiết có thay đổi con vợt mẹ. Dạ nè con. Dạ luật sư á bên Mỹ kiếm nhiều tiền mà bên này chưa có thịnh hành lắm. Ơi ba lo gì, ở bên bển con cãi không được mà về đây cãi không được, con chửi không được, nắm đầu quýnh tươi tả. Cái gì ghê vậy con? Dạ đúng rồi ba, chồng con luật sư giỏi mà. Ừ, ổng hay lắm, người ta ra tòa ta kiện nhau, nhiều khi hai bên ta kiện qua kiện lại cái người ta nóng, người ta nắm đầu người ta quánh. Ý dạ. Mà chồng con giỏi lắm, chồng con vừa mới xuất hiện một cái nó ngưng quánh, nó coi chồng con đi cấp cứu sao. Sao vậy? Dạ không, chồng con cãi mà nó ngưng luôn đó, rồi ổng mệt ảnh về đi cấp cứu vô nước biển. Dạ giỏi lắm ba, luật sư giỏi nè con. Dạ con làm luật sư chuyên môn về luật gì? Dạ luật giang hồ. Cái gì vậy?
Dạ không có. Ở ngoài giang hồ hỏi có chuyện gì cái mời ba à, mời mời chồng con đó ba. Dạ mời chồng con tới cho nên riết người ta quen miệng. Dạ. Ta gặp người ta kêu bằng cái thân tình vậy đó, kêu luật sư giang hồ, luật dạ. giang hồ. Dạ, dạ vậy đó ba, vậy đó ba. Nói chuyện rể này nhức đầu quá. Dạ. Luật sư đó ba. Dạ, dạ. Sư ha. Dạ. Ba làm gì vậy? Ừ. Anh. Khoe. Trời đất ơi. Alo. Anh Sáu hả? À, ừ. Con gái Việt Kiều tôi về rồi. Có thằng chồng đi theo nữa. Trời ơi, rể tôi là luật sư nha. Tầm cỡ chứ không phải tầm thường nha. À, nó kể tầm bậy không à? Không có. Con gái tôi nói chuyện tầm phào mà. Dạ dạ. Tầm khoảng mấy giờ anh qua đó tôi chờ. Không có anh nói tôi tầm xàm. À vậy thôi nha. Chú Sáu. Dạ. Đồ qua thăm nhưng mà ba nói là để chừng nào con xây xong nhà mới rồi ăn tân gia luôn. Ôi ba, chuyến này Hồng về đó, Hồng cất cái nhà lầu 40 tầng cho ba ở á. Dạ không có, dạ không có, dạ có 4 tầng à. 40 tầng là chồng con mơ ước. Dạ, anh mơ ước anh xây 40 tầng, anh leo trên anh nhảy xuống cho nó khỏe. Thằng này lính nhảy dù hả? Dạ đâu có, nhảy dây. Ê, không có, nhảy dây cho nó thể thao, buổi sáng mình chơi nhảy dây cho thể thao. Thể thao ba, thể thao. Dạ, dạ. Gì nữa vậy ba? Khoe nữa. Trời ơi, khoe gì nữa. Sao ơi? Ừ. À thôi khỏi qua. Để chừng nào mà con gái tôi đã xây xong nhà mới rồi qua tân gia luôn. Ừ, chừng nào qua tôi dẫn anh lên phòng tôi nghe không? Bên anh có cái LCD 549 inch gì? Con gái tôi mua 50 inch luôn. Ừ. Hơn anh inch chứ mấy. Bên anh cái PlayStation số mấy? Number 1 hả? Con gái tôi mua number 10 luôn. Trời ơi. À, bên anh có con chó bẹt dê xà mau phải không? Con gái tôi mua cu chi qua qua. Ừ, để chiều ăn cơm xong rồi bỏng chó là được cho người ta thấy mình sành điệu. Ừ, vậy thôi nha. Ba ơi, ba bộ tự nhiên ba thích nuôi chó hả ba? Trời có con tưởng tượng đi. Chiều ăn cơm xong, ba bồng con chó ra đường. Thôi bỏ đi. Ủa sao ba không thích nữa hả ba? Thôi. Sao vậy? Bồng chó ra đường người ta nhìn, tao không biết con nào chi qua qua, con nào lặn chó mặt sệ. Ồ, sệ thiệt ba. Mày rảnh quá. Nè. Dạ. Nhớ cái thằng Quân con chú Sáu không? Quân nào? Thằng hồi nhỏ 3 tuổi mà ở trường 80 với con đó. Thằng à, con nhớ rồi, Quân con chú Sáu, Quân đầu ghẻ phải không? Ừ, con nhớ rồi. Đó đó. Trời đất ơi, con biết không? Nè. Dạ. Nó qua Mỹ, nó cũng ở Cali chỗ con đó. Vậy hả ba? Mà nó qua 10 năm rồi. Mà ông Sáu cứ giấu hoài. Dạ. Tại vì ông sợ á là con ổng lương một tháng có chưa tới 1,000 nữa. Trời đất ơi. Trời ơi, bên Mỹ mà lương cách một tháng chưa tới 1,000 sao sống ba? Dạ, nhưng mà ảnh làm nghề gì ba? Cắt cỏ. Cái gì vậy? Dạ. Dọp mẹ ba. Dạ. Hai bay bệnh giống nhau á. Dạ, hai chồng con bị dị ứng cái từ đó hay sao ba? Dạ. Ba. Ba biết sao không ba? Bên Mỹ đó nha ba, tôi nói nghề cắt cỏ đó nha là phải đòi hỏi bàn tay nghệ thuật. Tôi nói phải có một cái bàn tay khéo léo. Mình làm landscaping mà ba, mình làm đẹp cho thành phố. Đó, đúng rồi ba. Vậy mà ông Sáu mắc cỡ. Đi đâu người ta hỏi ông cũng giấu là con ông cắt cỏ hết trơn á. Ủa sao vậy ba? Ông sợ nói ra rồi người ta xỉ nhục. Ông sợ hả? Nói ra người ta khinh dễ ông. Trời đất ơi. Cỏ là nghề làm đẹp cho mọi người mà tại sao là ai mà khinh rẻ người cắt cỏ vậy ba? Ba nói đi, ai khinh rẻ người cắt cỏ nói con đập vô mặt nó liền á. Đập vô mặt ai vậy con? Dạ không có, tại tánh anh nóng anh hay ra tòa anh cãi á ba. Dạ chứ không có gì đâu ba. Chồng con vậy mà dạ. Ra tòa cãi lộn với tòa vậy đó, rồi quen cái tánh rồi. Dạ anh hay binh người nghèo lắm. Ở nhà con cũng vậy à, nhiều khi tối đang ngủ vậy cái bực mình lên đang ngồi dậy tự cãi xong nhoi xuống giường, xong từ dưới giường phóng lên, từ trên giường phóng xuống vậy, làm suốt đêm không ai ngủ được gì trơn ba. À, dạ vậy đó ba. Về phóng lên phóng xuống mỗi đêm vậy mà giờ này tao chưa có cháu ngoại bọc. Thôi. Dạ. Là nhắc cái vụ ngủ tao mới nhớ. Dạ. Tối nay hai đứa chịu khó ngủ cái phòng của Hồng cũ nghe không? Dạ. Phòng cái giường nó hơi nhỏ một chút nhưng mà ráng gối ghém ngủ cho gọn gàng. Dạ không sao đâu ba. Trời phòng của con mà nếu ngủ không vừa con kêu anh xuống đất anh nằm. Cái gì? Ê, ba, ông ấy tới rồi con xuống ngủ với ba nha. Được. Khỏi tâm sự ha. Ê ba vậy thôi khỏi. Sao vậy? Dạ thôi khỏi. Để lâu ngày gặp phải tâm sự. Dạ thôi. Để anh ngủ với con chứ ngủ với ba ngày mai con không dám nhìn mặt bà. Nói nói lắm. Mà sao? Thôi nói tới đây được rồi. Vậy là hiểu rồi. Anh tới ngủ với em nha. Dạ, vợ chồng con giỡn chơi vậy mà ha ba ha.
Thôi, tụi bay hẹn chồng tôi muốn ngủ ra sao ngủ. Dạ. Tại tụi bay. Giờ tới phiên tao à. Ba gì nữa ba? Bữa nay ngày vui, phải đi ăn. Dạ. Phải ăn nhà hàng năm sao? Ừ, ở nhà đi con xào nấm cho ba ăn được rồi. Trời ơi, Việt Kiều là phải ăn nhà hàng năm sao? Dạ dạ. Nấm cái gì? Alo. Nhà hàng năm sao hả? Ừ, cho tôi hỏi thăm chút coi. Biết nhà hàng nào 6-7 sao không? Trời ơi. Trời ơi. Ừ, chi hả? Ờ, để tôi biết tôi tới tôi ăn. Trời ơi, trời bye ba. À, vậy vậy thôi nha. Ê, trời nó chửi quá mày. Chửi chứ còn gì nữa, trời ơi, ba điện nhà hàng ta mà ba. Mà hỏi nhà hàng khác sao tao không chửi. À, tôi đặt 25 bàn nha. Cười. Xạo quá, mới chửi xong cười. Dạ. Thôi nha. Bye ba, 25 bàn sau gia đình mình ăn hết ba. À, đúng rồi ba. Chết tao lộn. Dạ. Đặt một bàn mà 25 chỗ. 25 chỗ, nhà đình cũng có 3 người sao thôi. Vừa ăn vừa lăn vừa nằm. Vậy mới là Việt Kiều chứ. Dạ. Phải không? Dạ. Đắt tao như nhớ thôi mời ông Sáu đi. Trời ơi mời thì ba mời gì. Chú Sáu đâu có đi được đâu mà ba mời. À tao quên. Ông bị ngồi xe lăn mà. Trời. Tao quên. Vậy ba ơi. Giờ vậy ha. Thôi giờ ba muốn đi ăn nhà hàng thì mình đi ăn nhà hàng ha anh ha. Rồi đi ăn nhà hàng. Chờ tao chút xíu nha. Dạ. Bây giờ tụi bay bận đồ hầm phải không? Dạ. Tao vô tao quất bộ vest vào đầu một tiếng. Dạ. Thấy không? Chờ chút nghe không? Dạ dạ. Hồng ơi, không được rồi. Nói nghe nè Hồng ơi, bây giờ nghe lời tôi đi. Du cứ nói thiệt với ông già đi. Trời ơi, thấy ba thương Hồng quá mà. Mình nói thiệt đi. Không được đâu nha. Điều quan trọng là nãy giờ mình diễn vậy nè. Ba cũng tin rồi. Tin cái gì? Ông tin rồi. Mà tôi nói nghe nha. Ba tôi á, ông bị tim mà còn bị máu cao nữa. Nhưng mà bây giờ tin tôi với ông là vợ chồng là vui rồi. Ông cứ tiếp tục vậy cho tôi đi. Rồi về Mỹ tôi cho ông thêm tiền tê. Honesty is the best policy. Là cái gì? Không có cái gì bằng sự thật hết. Nghe lời tôi ha. Nói cho ông già biết đi. Thà rằng you nói một câu không còn như lúc ban đầu, rồi you cứ bước cùng ai. Chuyện tình của you này chìm trong xót xa. Còn ba bà đó, thà đau một lần rồi thôi, còn hơn ổng đau. Dạ dạ. Tội nghiệp ổng. Trời ơi, hát hay quá, nhưng mà tôi cứ nói không rồi, ông cứ giúp tôi đi. Cứ đóng y như vậy là được rồi, đừng có cãi tôi. Trời ơi, cứ nói thiệt trong già đi rồi ông tha thứ cho, có cái gì đâu mà. Thôi, không có được đâu, ba tôi đặt hết niềm tin vô tôi rồi, ông cứ y chí y vậy đi. Ba ra kìa. Ba chưa thay đồ hả? Khỏi ho, mày ho giả hồi học máu bây giờ. Cậu á, cậu cứ tôi bằng bác đi. Dạ. Sao vậy ba? Ba ơi, ba buồn gì tụi con hả ba? Dạ. Ảnh là rể phải để cho ảnh kêu bằng ba chứ ba. Dạ đúng rồi. Thằng này bà rể cái gì? Nó là chị em chứ mày thì có. Bác, kỳ quá bác. Nhìn là biết rồi. Tụi bay tưởng tao bà đuôi hả? Tao giả bộ coi tụi bay đóng kịch tao thế nào. Ai về tụi bay đóng kịch quá dở. Tại sao vậy không? Tại sao con gạt ba? Con đừng quên hồi đám cưới đó, con có gửi hình về cho ba mà. Cái hình có bao nhiêu đây thôi. Tại vì ba thương con. Ba phóng lớn lên như vậy nè, để ngày nào ba cũng nhìn. Ba già chứ ba đâu có lẫn con. Con còn nói với ba là chồng con là nhà văn mà. Bà đại biểu. Dạ. Nè, đây mới là chồng con nè. Thấy không? Giống cái gì? Dạ. Lối sớm còn nói là để con già ngang bằng ba mà. Tại sao lúc vợ chồng con ly dị có một người bạn luật sư giỏi như vậy hả? Mà sao không nhờ người ta giúp? Dạ con không phải luật sư. Chứ mẹ làm cái gì? Cắt cỏ. Tao dòm cái bàn não mày là giống như cái bàn cào tao nghi rồi. Sao vậy Hồng? Nói cho ba nghe. Bên Mỹ cũng có 2 căn nhà, 1 tiệm nail, Mercedes đời mới. Mấy thứ đó đâu hết rồi? Đâu hết rồi? Mất hết rồi ba. Ba ơi con xin lỗi ba. Con nào dám gạt ba đâu ba. Con biết là ba chỉ có một mình con.
ba đặt hết niềm tin vô con. Con có má, ba thương con. Ba thương con bằng tình thương của một người mẹ lẫn một người cha. Ba ơi, con biết ba đặt niềm tin vô con, cho nên con sợ, con không dám nói gì với ba hết trơn á. Con ra được một thân con một mình, con cố gắng, con bươn chải, con làm đủ thứ mọi chuyện hết để làm sao thành công cho nở mày nở mặt ba. Mỗi lần con gọi điện về, ba vui, ba cười, con mừng dữ lắm. Mỗi lần con gọi điện về cho ba, con thấy ba chạy khắp xóm, ba quê với hàng xóm, ba hãnh diện vì đứa con gái của ba. Cho nên khi con thất bại, con không có dám gọi cho ba. Con sợ ba buồn, con sợ ba mất mặt với lối xưa, con sợ ba bị bệnh tim, con sợ ba bị máu cao. Con muốn mỗi lần con gọi về cho ba, ba vẫn cười trong điện thoại với con. Con muốn mỗi lần con gọi cho ba, ba vẫn chạy đi, ba khoe khắp mọi người, ba hãnh diện về con. Ba đã động lực cho con tiếp tục. Nhưng con có một thân mình à, ở nơi xứ lạ quê người. Ba ơi, con cần lắm một tình cảm của người thương. Con xin lỗi ba, con không có nỡ gạt ba đâu ba. Không có. Con là con của ba mà. Từ lúc mẹ con mất, ba chỉ có mình con thôi. Con có bao nhiêu tuổi, con cũng là con của ba. Con có như thế nào, ba vẫn lo cho con. Con đừng quên, đây là cái gốc. Những lúc con thành đạt hay là vấp ngã, ba luôn luôn bên cạnh con. Hồi lúc con thành đạt á, con có gửi cho ba một số tiền. Ba để dành, ba mua căn nhà quận nhất nè. Bây giờ ba nghĩ ba bán nó đi, rồi ba lấy hết tiền mới đưa cho con, để con trả nợ. Còn một số ít nữa, con có thể làm vốn làm lại từ đầu nha. Ông ba ơi, con là con của ba, con không lo cho ba. Sao con nỡ con lấy đi hả ba? Con, ba để dành cho ai? Cho con đó. Ba không cần gì hết đâu nha. Nghe lời ba đi. Bây giờ nè. Dạ. Đừng có khóc nữa. Nói cho ba nghe, ba biết con là đứa con gái giỏi, tánh tình cũng cứng rắn lắm. Tại sao ra nông nổi vậy con? Ba ơi, kinh tế Mỹ lúc lên lúc xuống. Con cũng giỏi lắm, con cố gắng lắm rồi. Lúc giá địa ốc nó lên á, cái con cầm nhà con lấy tiền đi đầu tư. Đầu tư, nên khi nó xuống á, mình đâu có giống như mình, tất cả giống như bị rớt vô một cái bẫy gì đâu ba. Trả nợ ngân hàng đâu có nổi đâu. Cho nên nó kéo nhà con đi rồi. Sau đó cái con cũng sang rẻ cái tiệm nail luôn. Xe con cũng bán. Rồi tình cảm con cũng đổ vỡ nữa ba. Săn lên nữa ba.
xăng lên mắc mới thì tới mày. Ủa mày bán xăng lậu hả? Cô ý con nói là xăng lên nè, rồi đồ ăn gì cũng lên, mọi thứ đều lên á. Mà kinh tế xuống cho nên mọi người á mới thất bại dữ vậy. Mà trong số đó có con, bà con cố gắng lắm rồi, nhưng mà con mất hết rồi bà. Mà biết không, lúc mà bà kêu con về á, con sợ bà mất mặt cái lối sớm á, bà biết không? Sao? Cái con làm dữ dội lắm, để con về đây cái bà mà khoe với hàng xóm mà con vẫn thành đạt như xưa. Con mướn ảnh nữa chứ, 500 á bà. Con không lấy tiền đâu, con đổi ý rồi. Bà ơi, con sợ bà mất mặt, con làm đủ thứ đó, áo đầm này con may á. À, tại vì con mới biết mai à, cho nên con cầm cái kéo con phập 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 nó lên tới đây à. Mai là con nghỉ kịp tại với con phập mồi chắc lòi rúng luôn á. Ba. Ủa còn bộ vest của nó sao vậy? Dạ con cắt khúc này dư con mai dành cái áo vest luôn. Xung quanh nút không con ngồi con kết nguyên đêm á ba. Còn ba cái túi LV đó made in China không à. Ba ơi, ba đừng buồn con nha ba. Thôi ba không buồn con đâu. Bây giờ ba nói cho con nghe. Dạ. Cái căn nhà này á, khỏi phải xây. Tại đây là căn nhà tổ tiên mình để lại mà. Cứ để vậy ha. À, cùng lắm á, là ba khóa cửa đi qua Mỹ ở với con, cho con có cái chỗ dựa tinh thần ha. À, qua bển á thì có rau ăn rau, có mắm ăn mắm. À, bác, ở bên đó không có mắm nào ăn nha bác. Nhiều chuyện nha. Tôi chưa tính tội mày đó. Tội gì? Tao nghĩ mày cũng là tốt, giúp con Hồng. Dạ. Được, tao bỏ qua đó. Nè. Dạ. Đi qua bệnh á, rồi bác đưa theo phụ làm với con nha. Ừ. Bác phụ con làm gì? Chỉ cỏ cho mày cắt. Úi trời. Bác cắt hạnh quá hả? Con nữa. Dạ. Lo lấy chồng đi nghe chưa. Trời ơi, Mỹ bạn con vậy không sao lấy ba. Con chỉ giỡn hoặc kiếm người khác. Dạ. Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường xa lạnh và chớ nằm ôm con sưởi ấm những cành già nhẹ nhàng hôn con và cha khẽ nói này con yêu ơi con hãy nhớ, hãy nhớ lời cha sống cho nên người và con ơi chớ bao giờ dối ra. Hay à, chịu cái câu chót đó. Dạ. Cái câu mà không bao giờ mà dối gian á, cái điều này là ba muốn dạy cho các con đó. Dạ. Thấy không? Dạ. Làm người á là phải trung thực. Hả? Ủa không? Tự nhiên trung thực vậy ba? Trung thực. Dạ. Thấy chưa? Vậy cả nhà mình vui ba ha. Vui chưa? Vậy coi còn nhiêu tiền con dẫn cả nhà đi ăn hủ tiếu ha. Rồi. Yeah.